Tôn giả Ca Chiên Diên, đệ nhất luận nghị. Ca Chiên Diên là con của một vị quốc sư của nước A Bản Đề thuộc miền nam nước Ấn Độ. Tên của ngài là Na La Đà, còn Ca Chiên Diên là họ của ngài. Ngài là con thứ hai của vị quốc sư, và về sau vì quá nổi tiếng cho nên mọi người dùng họ để gọi tên của ngài. Vì cha là quốc sư nên gia đình rất giàu có, kẻ ăn người ở cả trăm, và ruộng vườn thì có bay thẳng cánh. Nhưng cha mẹ của ngài lại là những người nhân đức, thương kẻ khốn cùng. Trong gia đình, Ca Chiên Diên có người anh trai rất anh tuấn và hào hoa. Vì là anh lớn, lại được cha mẹ cho đi du học khắp nơi, thọ giáo với rất nhiều minh sư Bà La Môn, cho nên rất thông đạt nhiều thứ học thuật. Sau thời gian du học, người anh trở về cố hương, tuyên bố diễn thuyết những điều nhận thức của mình về triết lý Vệ Đà tối cao. Trong khi ấy, Ca Chiên Diên chưa hề bước ra khỏi cửa, nhưng biết anh mình lập diễn đàn để thuyết pháp thì cũng lập một diễn đàn đối diện với người anh. Mặc dù không đi học nhưng ngài diễn thuyết rất hay, thuyết minh rõ ràng những chỗ quan trọng trong kinh Vệ Đà, làm thu hút tất cả thính chúng của ông anh mình. Ông anh vốn háo thắng nên sanh lòng tật đố. Từ đó anh em bất hòa, gây gỗ ồn ào trước mặt phụ thân. Người anh cằn nhằn với cha rằng: "Thưa cha, xin cha trừng trị em con vì nó vô phép vô tắc làm mất mặt con. Con đã đi du học nhiều năm, vậy mà khi con đang diễn thuyết, nó cũng đăng đàn đối diện và đoạt hết thính giả của con. Tức thật, con mà lại thua nó hay sao?" Thiếu niên Ca Chiên Diên điềm nhiên chậm rãi giải thích: "Xin cha lượng xét, học vấn là chuyện công khai, ai cũng có quyền nghiên cứu và diễn giảng. Tuy anh con đi du học nước ngoài, còn con ở nhà nghiên cứu, nên con muốn biết khả năng nghiên cứu của mình tới đâu, chứ không có ý hơn thua với anh con đâu. Xin cha đừng bận tâm." Phụ thân tuy là quốc sư, nhưng khi nghe hai quý tử bàn cãi cũng không biết phân xử ra sao. Rốt cuộc, ông bàn với phu nhân và họ quyết định đem gửi Ca Chiên Diên đi học đạo với tiên A Tư Đà ở núi Tân Đà, gần thành Ưu Thiền Na Di thuộc về phương Nam. Tiên A Tư Đà chính là cậu ruột của Ca Chiên Diên và là anh của mẫu thân của ngài. Ông là vị tiên nhân thần thông bác học của Ấn Độ lúc bấy giờ. Nhắc lại, khi Đức Thế Tôn đản sanh làm thái tử tại thành Ca Tỳ La Vệ thì tiên A Tư Đà được chư thiên mách bảo liền xuống núi đến kinh thành mà xem tướng cho thái tử. Thấy thái tử có 32 tướng tốt, ngài nói với vua Tịnh Phạn rằng: "Tâu đại vương, thái tử có 32 tướng tốt nên sau này sẽ trở thành một vị thánh. Thật đáng tiếc cho tôi đã quá già rồi, không còn có thể lãnh hội được từ vị thánh này. Tuy tôi không thể lãnh thọ giáo lý của ngài, nhưng tôi sẽ dạy đệ tử của tôi theo ngài học đạo." Nói xong, ông rơi nước mắt và lui ra. Từ khi Ca Chiên Diên bị cha mẹ gửi đến đây thì rất được tiên A Tư Đà yêu mến. Ông đem hết sở học của mình truyền dạy lại cho đứa cháu thông minh. Vì tính thông minh sẵn có cộng thêm sự chuyên cần học đạo, Ca Chiên Diên chẳng bao lâu đạt được cả tứ thiện và năm món thần thông. Từ đó, Ca Chiên Diên không còn nghĩ nhớ đến gia đình nữa. Lý do là ngài không muốn bám vào ảnh hưởng của thân phụ và càng không muốn tranh giành với ông anh háo thắng. Ngài quyết định sống riêng thế giới của mình nên từ chối lời cha mẹ muốn đón ngài trở lại cố hương. Một hôm, tiên A Tư Đà biết Ca Chiên Diên không bị tình thương gia đình ràng buộc cho nên rất vui mà bảo với Ca Chiên Diên rằng: "Ca Chiên Diên, như chí nguyện của con bây giờ thì mai sau con sẽ trở thành một nhân vật vĩ đại, nhưng con phải gặp minh sư mới được. Kiến thức của ta hiện tại không đủ cho con cầu học. Đức Đại Thánh Phật Đà đã xuất thế, con hãy đợi sau khi ngài thành đạo thì mau mau theo học với ngài." Ca Chiên Diên nghe lời thầy dạy, bán tín bán nghi, nhưng tin chắc một điều là sau này sẽ trở thành một vĩ nhân. Ngày nọ, tiên A Tư Đà dắt Ca Chiên Diên xuống núi đến vườn Lộc Uyển thuộc nước Ba La Nại. Tại đây, ông cho xây cất một ngôi tịnh thất và an trụ luôn ở đó. Tịnh thất hoàn thành, tiên A Tư Đà bảo Ca Chiên Diên mỗi ngày cầu 3 lần cho Đức Đại Giác Phật Đà mau đến ngày chứng quả.
Tiên A Tư Đà lại bảo cháu: Ca Chiên Diên, theo sự dự đoán, khi ta gieo quẻ, Đức Phật chẳng bao lâu nữa sẽ thành đạo, sau đó nhất định sẽ đến vườn Lộc Uyển mà quay bánh xe pháp đầu tiên. Ta chỉ biết được như thế, còn Đức Phật giác ngộ chân lý gì thì ta không có phước để biết điều ấy. Con nên nhớ kỹ điều này, khi Đức Phật thành đạo rồi con phải mau mau đi tìm Ngài để cầu đạo và tu học. Ít lâu sau, Tiên A Tư Đà chấm dứt thọ mạng, từ giã cõi đời. Ca Chiên Diên không còn thầy, kể từ đó Ngài tự phát huy học vấn và tài năng. Vì thấy quần chúng trọng vọng, cho nên Ngài thay tâm đổi tính. Thay vì nghe lời di ngôn của cậu mình là đi tìm Phật để học đạo, thì Ngài bị danh văn lợi dưỡng làm mờ đi lý trí. Ca Chiên Diên tự cho mình đã đắc đạo, rất xứng đáng cho người đời tôn kính, nên không cần mong đợi Đức Phật xuất thế làm gì. Thật đáng buồn, vị thầy vừa qua đời không lâu mà ông chẳng còn mỗi ngày mỗi cầu 3 lần để sớm gặp được Phật. Một thời gian sau đó, gần thành Ba La Nại có người đào bới được nhiều di tích của một cổ thành mấy ngàn năm trước. Đặc biệt trong ấy có một tấm bia đá trên mặt khắc một lối chữ mà chẳng ai biết là thứ chữ gì. Có người đoán là một bài kệ nhưng không ai có thể đọc được. Thiên hạ lại đồn rằng ai mà đọc được tấm bia đá đó thì chắc chắn vị đó là một bậc đại giác vậy. Một hôm, quốc vương Ba La Nại bảo các đại thần rằng: Nước của chúng ta được một số bảo vật lưu truyền từ cổ đại, trong đó có tấm bia đá ghi kệ văn. Vậy các người phải mau mau tìm hiểu cho ta, nếu không các nước lân cận sẽ cười nước của chúng ta không có người tài trí. Nội trong 7 ngày, nếu như không ai hiểu được bài kệ ấy, ta sẽ cách chức các khanh. Mệnh lệnh của nhà vua tuy thật nghiêm khắc, nhưng các đại thần từ xưa cho đến giờ chưa từng thấy thứ chữ này. Người này nhìn người kia lắc đầu. Sau cùng, họ dâng kiến nghị lên nhà vua, xin treo bảng thông báo cho toàn quốc. Nếu ai đọc được bài kệ trên tấm bia sẽ được trọng thưởng, mỹ nữ và tài vật châu báu. Yết thị của nhà vua nêu ra, thì tin tức đã bay đến Ca Chiên Diên. Ngày xưa Tiên A Tư Đà đã từng dạy cho ngài nhiều thứ chữ trên mọi quốc gia, cùng với những thứ chữ của chư thiên, cho nên ngài rất tự tin có thể đọc được. Quả thật, Ca Chiên Diên đọc được toàn bộ bài kệ. Đây chính là thứ văn tự của Phạm Thiên, và người không có thần thông thì không có cách nào thấu rõ được. Ý của bài kệ như thế này: ai là vua trong các vị vua, ai là thánh trong các bậc thánh, thế nào là người ngu, thế nào là bậc trí, làm sao để lìa phiền não, làm sao để đạt được niết bàn, ai là kẻ chìm trong biển sanh tử, ai là người tiêu diêu nơi cõi nước giải thoát. Lâu nay không một ai đọc được bài kệ thần bí này. Nay Ca Chiên Diên đã vén tấm màn bí mật lên, và tin này lan ra khắp nơi. Có một điều tấn thối lưỡng nan là mặc dầu Ca Chiên Diên có thể đọc được bài kệ, nhưng chính ngài cũng không giải đáp được ý nghĩa của nó được. Nhà vua tuy công nhận sức bác học của Ca Chiên Diên, nhưng không hiểu ý nghĩa của bài kệ thì chẳng ích lợi gì. Do đó, nhà vua lại treo giải thưởng để yêu cầu các học giả trong thiên hạ đến khai thông vấn đề. Ca Chiên Diên không chịu thua, ngài hứa với nhà vua nội trong 7 ngày sẽ trở lại giải đáp ý nghĩa của bài kệ này. Phải cầu Đức Phật. Từ khi hứa chắc với nhà vua, Ca Chiên Diên trở về nhà sưu tầm, khảo cứu và dùng tất cả thần thông thiên biến vạn hóa cũng chẳng hiểu được. Đến lúc không còn biện pháp gì nữa, ngài phải đi cầu cứu người khác. Ban đầu, ngài tìm đến chỗ của Phú Lâu Na và Đại Ca Diếp để thỉnh giáo, nhưng ý kiến của họ chỉ rất thô thiển, không thỏa mãn được sở nguyện của ngài. Ngài thất chí, bèn tìm đến nhóm lục sư ngoại đạo để học hỏi, họ cũng chẳng hơn gì. Cùng đường hết lối, Ca Chiên Diên bắt buộc phải nghĩ đến Phật Đà. Nhưng càng nghĩ đến Phật Đà, ngài lại càng không muốn đi thỉnh giáo. Ngài thầm nghĩ, bài kệ với lời văn từ cõi trời mà các đại lão Bà La Môn trường thượng uy quyền một cõi mà còn không biết, huống chi Đức Phật tuổi còn trẻ, làm sao mà biết được. Lời nhắn nhủ của Tiên A Tư Đà căn dặn trước khi ông chết là phải tìm đến Đức Phật để thọ giáo, thì ngày sau ngài mới thành một vĩ nhân đã làm cho ngài tỉnh ngộ mà nhận định rằng
ngộ đạo không thể căn cứ trên tuổi tác lớn nhỏ mà quyết định. Nghĩ như thế, cho nên ngài nhắm hướng vườn Lộc Uyển mà đi tới. Lần đầu tiên bái kiến Đức Phật, Ca Chiên Diên mới biết lời nói của cậu mình quả không sai. Mặc dầu chưa biết được trí tuệ bao la vô cùng vô tận của Phật như thế nào, nhưng chỉ mới thấy tướng tốt trang nghiêm của Thế Tôn cũng đã khởi lòng cung kính vô biên. Ca Chiên Diên chắp tay tụng qua bài kệ một lần và cầu mong Đức Phật giải đáp cho. Đức Phật chẳng cần suy nghĩ mà dùng kệ đáp lại rằng: Vua trong các vua là vua cõi trời thứ sáu, thánh trong các thánh là Đức Phật Đại Giác, bị vô minh ô nhiễm gọi là kẻ ngu, hay diệt hết phiền não là bậc trí, tu đạo trừ tham sân si tức là lìa tội lỗi, hoàn thành giới định tuệ là chứng niết bàn, người chấp trước nơi ngã pháp chìm trong biển sanh tử. Ca Chiên Diên rất thông minh nên vừa nghe Phật đáp xong, mỗi câu mỗi lời đều thâm nhập vào trong tâm, và mối nghi ngờ ám ảnh bao lâu nay tự tan biến như những làn khói lam chiều để nhường lại cho ánh sáng của trí tuệ. Ngài rất vui mừng và lặng đi, không nói được nên lời. Mối cảm kích của Ngài đối với Đức Phật chẳng có gì là lạ, vì trên đời này ngoài Đức Phật ra không còn ai được xem như là chánh đẳng, chánh giác nữa. Ngài chậm rãi tụng lại bài kệ của Phật và hướng về phía Thế Tôn đảnh lễ để tỏ lòng tôn kính của mình. Ca Chiên Diên cáo từ Đức Phật trở về thuật lại cho nhà vua nghe, và sau đó tuyên bố với các tín đồ của mình là từ đây ngài sẽ quy y theo Phật để làm đệ tử của vị đại thánh này. Xưng niệm Tam Bảo. Với tư chất thông minh sẵn có, lại được dịp nghe lời vàng ngọc của Đức Thế Tôn, cho nên chẳng bao lâu ngài được khai ngộ và chứng quả trong tăng đoàn. Ca Chiên Diên rất vui mừng, chẳng những tự mình từ đây được cứu độ mà còn làm cho cậu mình là tiên A Tư Đà được ngậm cười nơi chín suối. Ca Chiên Diên vốn là một nhân vật phi phàm, huống chi hiện nay đã theo Phật xuất gia và chứng quả A La Hán. Tôn giả Ca Chiên Diên thông đạt rất nhiều kinh luận ngoại đạo và có rất nhiều bằng hữu ngoại đạo. Vì thế, sau khi ngộ đạo, ngài phát nguyện sẽ cảm hóa những người bạn tu còn đang lạc hướng trên đường mê nẻo vọng, và mỗi đưa họ về quy y theo Phật để lãnh thọ giáo lý của Thế Tôn. Do đó, tôn giả ở trong tăng đoàn không những nhiệt tâm phục vụ và tu hành, mà đối với bên ngoài lại cũng nhiệt tâm hoằng sanh lợi pháp. Lời Đức Phật nhắn nhủ với chúng tăng là người hay hoằng đạo chẳng phải đạo hoằng người, luôn luôn là sức phát động để giúp tôn giả đi sâu vào lòng người mà hoàn thành Phật sự. Chân lý cứu đời của Đức Phật thì trường tồn bất biến dù trải qua ngàn năm vạn kiếp. Do đó, Ca Chiên Diên càng tuyên dương Phật Pháp, đạo tâm càng sung mãn. Đối với ngài, làm sứ giả của Đức Phật là một vinh dự lớn. Vì thế, lòng tin và sự nhiệt thành của tôn giả đã biến cho đại danh Ca Chiên Diên bay xa như hương hoa thơm ngát, làm cho ai ai cũng quý mến và kính phục. Một hôm, Đức Phật trở về kinh thành Ca Tỳ La Vệ để giáo hóa chúng sinh, thì tôn giả cũng theo Phật. Tôn giả ngụ tại Tịnh Xá trong làng Ha Lợi, và tất cả dân làng trong làng này đều kính nhớ công đức giáo hóa của ngài. Một ngày nọ, có trưởng giả Bát Thành bị bệnh, tôn giả nghe tin đến thăm và đặc biệt thuyết pháp cho ông nghe để giải trừ bệnh khổ. Ca Chiên Diên bước vào nhà của trưởng giả, thấy ông còn nằm trên giường bệnh, bèn đến bên thăm hỏi: Này trưởng giả, nghe tin ông có chút bệnh, tôi vâng lời Đức Phật đến đây an ủi ông. Ông có chạy chữa thầy thuốc gì không? Trưởng giả rất cảm thương, nói: Kính tạ ân Đức Phật và tôn giả, bệnh của con không còn hy vọng, vì bao nhiêu thầy đều nói con mang bệnh bất trị. Tôn giả an ủi: Ông hãy xưng niệm Tam Bảo để nương nhờ oai đức của Tam Bảo, sẽ khiến cho tâm ông được thanh tịnh và bệnh tình cũng thuyên giảm đi. Vì trưởng lão hỏi lại: Bạch tôn giả, chúng con quy y Tam Bảo là mong ủng hộ Tam Bảo để tịnh hóa nhân gian. Chúng con đã hiến dâng tất cả tài vật của chính mình thì không nên trở lại cầu mong nơi Tam Bảo. Ca Chiên Diên khuyên: Thật ra là như vậy, thế gian vô thường, không thể cầu xin Tam Bảo cho được bình an, và thân thể bệnh hoạn không thể cầu xin Tam Bảo
cho được lành mạnh. Tín ngưỡng là hy sinh cá nhân nhỏ hẹp để thành tựu đại ngã. Chúng sinh có chút ít bệnh khổ, chúng tôi có thể đến thuyết pháp không cần phiền đến Phật Pháp Tăng. Nhưng nếu sức người không có cách gì giải cứu, thì thành tâm cầu nguyện Tam Bảo để được từ quang phó chiếu là việc làm chẳng có lỗi chi. Trưởng giả Bát Thành nghe nói như thế, mỗi ngày đều một lòng nhất tâm xưng niệm Tam Bảo, và căn bệnh bất trị của ông dần dần thuyên giảm. Tuy Phật Pháp rộng lớn vô biên, nhưng tôn giả đã vì chúng sinh mà dùng nước cam lồ từ bi của Phật Pháp để trị liệu cho những nỗi khổ của chúng sinh. Tinh thần bình đẳng. Cũng giống như tất cả những đại đệ tử của Phật, Ca Chiên Diên có khi tu học bên Đức Phật và có khi đi vân du giáo hóa khắp mọi nơi. Nhưng phương pháp giáo hóa của Ca Chiên Diên có chỗ khác biệt với tôn giả Phú Lâu Na. Phú Lâu Na thì thuyết pháp thường là tập hợp ngàn vạn thính chúng đến nghe, còn tôn giả Ca Chiên Diên thích thuyết pháp từng người. Từng người một đối diện mà giảng dạy là lối thuyết pháp thân thiết nhất, làm cho chân lý dễ dàng thâm nhập trong tâm của người nghe. Quả thật như vậy, bất cứ là ai mà chỉ cần nghe tôn giả nói vài câu liền có ấn tượng tốt và niềm tin nơi lời nói của tôn giả. Một hôm, Phật đang thuyết pháp tại Tịnh Xá Kỳ Viên, Ca Chiên Diên với ba y một bát một mình băng qua rừng núi và xuyên qua những cánh đồng mênh mông đến nước Ma Thâu La ở phía tây để giáo hóa. Khi mới đến, trước tiên tôn giả xem xét dân tình, phong tục địa phương và lề lối sinh hoạt tập quán của nước này trước khi vào bệ kiến quốc vương. Vua nước Ma Thâu La khi thấy tôn giả bèn hỏi: "Tôn giả, tôi nghe nói ngài vốn dòng dõi Bà La Môn, đó là một chủng tộc cao quý nhất, còn Phật Đà thuộc dòng Sát Đế Lợi, mà nay ngài trở lại quy y làm đệ tử của ông ta, thật chẳng tai hại lắm sao?" Ca Chiên Diên thông dung đáp lại rằng: "Đại vương, chuyện đó chẳng những không tai hại gì hết, mà trái lại tôi cảm thấy rất hân hạnh được làm đệ tử của bậc đại thánh Phật Đà." Nhà vua thắc mắc thêm: "Lạ thật, từ bỏ dòng dõi thanh tịnh để làm đệ tử của một người dòng Sát Đế Lợi, thật không thể nào hiểu nổi." Tôn giả chẳng hề giận, ôn hòa giải thích cho nhà vua nghe: "Này đại vương, ngày xưa tôi là Bà La Môn, tôi cũng nghĩ như đại vương, nhưng sau khi nghe Phật Đà giáo thị, tôi mới biết đó là nhận thức sai lầm. Trong xã hội chia ra giai cấp Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Phệ Xá và Thủ Đà La. Ngoài ra còn có sự khác biệt giữa tôn giáo, chánh trị, thương nghiệp, nông công và mọi tầng lớp khác trong lối sinh hoạt của xã hội. Nhưng đại vương thử nghĩ lại, bất cứ người trong dòng dõi nào cũng có kẻ thiện, người ác. Hiện tại trong chủng tộc Bà La Môn, rất nhiều người làm nhiều điều ác như sát sinh, tà dâm, tà kiến, mà cho rằng họ là những người tôn quý hay sao? Người tôn quý hay hạ tiện không phải do lòng họ, mà phải là người có tu đạo, làm lành để giác ngộ và chứng thánh quả. Chính họ mới là những bậc tôn quý và đáng kính trọng." Nghe xong, nhà vua chợt giác ngộ và tự nói: "À, thì ra đó là lỗi của ta. Trong đất nước này, nhà tù chỉ nhốt toàn chủng tộc Thủ Đà La, còn giới Bà La Môn phạm pháp thì không sao cả. Hèn gì xã hội hỗn loạn, nhân tình ta thán bất bình." Tôn giả biết nhà vua thấy được chỗ sai lầm và thật tâm hối lỗi nên bèn nói tiếp: "Đại vương, đại vương cần tin nơi chánh pháp. Đức Phật là bậc đại giác ngộ và là bậc tối tôn quý trong loài người. Ngài nên quy y để làm đệ tử của Phật mà tìm sự giải thoát tự do cho sinh mệnh của mình. Đó mới chính thật là hạnh phúc và vinh dự tối cao trong cuộc đời này." Nhà vua được tiếp thọ Phật Pháp bình đẳng, bèn yêu cầu tôn giả giới thiệu để quy y Phật. Sau đó, nhà vua ra định đại xá thả hết tù nhân dòng dõi Thủ Đà La, chỉnh đốn lại chính trị, không còn nể mạnh, ép yếu, bỏ luôn luật pháp bất công, không phân biệt giai cấp giữa người và người, và ai ai cũng chịu một quốc pháp như nhau. Từ đây khắp nơi vui mừng, nhân dân sống trong an cư lạc nghiệp, và mọi người đều cảm kích sự giáo hóa của tôn giả Ca Chiên Diên, cùng cảm kích Phật Pháp từ bi, bình đẳng. Luận về đạo đức và tuổi tác.
tôn giả Ca Chiên Diên từ khi theo Đức Phật, lúc nào cũng chủ trương bình đẳng giữa bốn chủng tộc để cùng nhau sống trong hòa bình và an lạc. Nhưng đây là điều đố kỵ đối với bọn Bà La Môn ngoại đạo. Họ tìm mọi cách để diệt trừ Ca Chiên Diên, vì nếu không thì các Bà La Môn từ nay không cất đầu lên nổi. Tuy nhiên, tôn giả Ca Chiên Diên rất nổi tiếng về tài biện luận. Cho dù kẻ đó là Bà La Môn quyền uy đến đâu, mà mỗi khi gặp tôn giả, ngài chỉ dùng vài lời ngắn gọn đủ làm cho họ vui lòng khâm phục. Một hôm, tôn giả đang cùng với các tỳ kheo thọ thực trong trai đường ở một tịnh xá nằm ở bên ao Ô Nê thuộc nước Ba La Nại. Lúc đó có một người Bà La Môn niên kỷ thuộc hàng trưởng thượng, biết tôn giả đang ở đây liền đến khiêu chiến. Lão Bà La Môn chống gậy làm thinh đứng bên cạnh Ca Chiên Diên, mà nghĩ rằng Ca Chiên Diên thấy mình già cả đến thì chắc chắn sẽ đứng dậy nhường chỗ ngồi. Nhưng Ca Chiên Diên chẳng thèm nhìn đến ông, làm cho ông ta nổi giận và lớn tiếng trách: "Các người là giống người gì? Đối với người già cả như ta, tại sao không đứng dậy nhường ghế ngồi?" Các tỳ kheo một phen thất kinh, có vài vị đứng lên định nhường chỗ cho Bà La Môn ngồi. Chỉ có Ca Chiên Diên chẳng nao núng chút nào, mà nói với ông lão nọ rằng: "Ông là người nào mà đến đây lớn tiếng làm ầm ĩ? Chúng ta có phép cung kính của chúng ta, nhưng mà ở đây không có ai là trưởng thượng hay tiền bối cả." Lão đạo sĩ Bà La Môn nổi giận, cua gậy chỉ vào cái đầu bạc của mình với nộ khí sung thiên mà la lên: "Già như lão đây không phải là trưởng thượng sao? Ta đây không đáng cho mấy người cung kính hả?" Ca Chiên Diên nói một cách khi dễ: "Ông à, ông không đáng gọi là lão già, cũng không đáng thọ sự cung kính của chúng ta." Lão già ngạc nhiên hỏi lại: "Tại sao ngươi khinh người quá như vậy?" Lão Bà La Môn nổi trận lôi đình, lấy cây gậy chỉ trỏ Ca Chiên Diên. Còn Ca Chiên Diên ngược lại, ngài rất bình tĩnh và từ tốn nói: "Tôi thấy cử chỉ và lời nói của ông không đáng gọi là người lớn, không đáng cho người ta kính trọng. Đừng kể là Bà La Môn, cho dù là 80-90 tuổi, tóc bạc răng rụng mà không chân chính tu đạo, đắm chìm trong trần sắc, không bỏ được phiền não và tham sân si tật đố, thì người đó chỉ đáng gọi là thiếu niên. Ông hãy nhìn, như những người trẻ tuổi 20 quanh đây, da rẻ của họ còn tươi nhuận, đầu tóc của họ còn đen nhánh, nhưng họ đã thoát khỏi sự ràng buộc của ái dục, không còn tham cầu nơi thế gian, không có chút xíu ý niệm bất bình sân hận. Nếu được như vậy mới xứng đáng cho chúng ta gọi là bậc trưởng thượng, là bậc lão túc và đáng được tất cả chúng ta cung kính." Lão Bà La Môn nghe nói xong, chẳng biết trả lời lại thế nào, đành làm thinh đi ra. Thuyết phục một Bà La Môn râu bạc thì tiếng tăm của tôn giả càng lớn, nhưng tôn giáo Bà La Môn càng không thể tha thứ về việc xúc phạm này của tôn giả. Một ngày nọ, có một vị Bà La Môn khác rất giỏi biện luận, vì bất bình về việc tôn giả Ca Chiên Diên đối xử với lão Bà La Môn ngày nọ, cho nên từ xứ Câu Thi Ni La ở phía bắc xa xôi mà hỏi thăm tìm đến chỗ của Ca Chiên Diên tại thành Ba La Nại. Vừa chạm mặt, ông đã kêu đích danh tôn giả mà hỏi: "Ca Chiên Diên, tôi nghe người ta nói Ca Chiên Diên là gốc Bà La Môn, mà nay cải giáo làm Sa Môn, có phải vậy không?" Tôn giả đáp: "Đúng vậy, ông xem tôi đang đắp y cà sa đây." Ông Bà La Môn hỏi: "Người phản bội tín ngưỡng của mình thì lỗi ít hay nhiều?" Ca Chiên Diên trả lời đanh thép: "Từ cái tín ngưỡng tà chấp kia mà đi theo đạo lý quang minh chính tín thì không có lỗi gì cả." Ông Bà La Môn tức giận nói thêm: "Ông chẳng phải là người vô danh tiểu tốt. Ông đã từng nghiên cứu tinh thâm pháp điển Mã Nổ của Bà La Môn chúng ta. Việc ông cải giáo theo đạo Phật chưa thể bỏ qua, mà còn nghe đồn ông hay giảng thuyết Phật pháp cho các Bà La Môn để rủ rê họ theo mình. Hành động ấy thật là vô lễ.
Ca Chiên Diên Từ Tốn đáp lại rằng, người đã đi qua thì nên chỉ lại cho bạn đồng hành ngày xưa những chỗ lầm lạc. Đó là lời dạy từ bi của Đức Phật. Ông Bà La Môn yếu thế nhưng chưa chịu thua, bèn hỏi lại: Ca Chiên Diên, tôi lại hỏi ông điều này. Nghe nói Ca Chiên Diên làm Sa Môn Tỳ Kheo đã không cung kính trưởng lão Bà La Môn, chẳng những đã không đứng dậy đón tiếp mà cũng chẳng mời ngồi. Thử hỏi, đã là Tỳ Kheo sao lại vô lễ đến như thế? Ca Chiên Diên thẳng thắn và chậm rãi đáp: Ông hỏi rất đúng. Ca Chiên Diên tôi từ khi quy y với bậc Chánh Đẳng Chánh Giác Phật Đà, quả thật không cung kính phụng sự trưởng lão Bà La Môn. Điều đó cũng hợp lý thôi, bởi vì tôi nay đã chứng được thánh quả, thì ông đừng đem tuổi tác già trẻ mà đến đây chất vấn, lễ và pháp không thể lộn xộn được. Người Bà La Môn nghe lời biện luận khéo léo của Ca Chiên Diên, thấy hổ thẹn không nói thêm lời nào. Tôn giả cũng đem chân lý của Thế Tôn ra giáo hóa ông ta, và kết quả là ông Bà La Môn quyết định từ bỏ tà chấp và yêu cầu tôn giả giới thiệu để làm đệ tử của Phật. Tôn giả thật đáng kính trọng vậy. Tại sao con người tranh chấp nhau? Một hôm, Ca Chiên Diên đang ôm bình bát khất thực trên đường thì gặp một đạo sĩ Bà La Môn đi ngược chiều. Ông ta mời tôn giả đứng lại và hỏi: Tôn giả, hôm nay gặp ngài ở đây thật là may mắn. Tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo, mong ngài lấy tư cách khách quan để giải nghĩa dùm cho tôi. Ca Chiên Diên Từ Tốt đáp lại: Chẳng có chi, ông nghi hoặc điều gì? Đạo sĩ thắc mắc: Tôn giả, tôi thấy trên thế gian dòng sát đế lợi thì tranh đấu với sát đế lợi, còn Bà La Môn thì tranh đấu với Bà La Môn. Vì lý do gì mà họ cứ tranh đấu mãi như vậy? Ca Chiên Diên đáp: Vì tham dục mê hoặc. Đạo sĩ lại hỏi: Thưa tôn giả, vậy chứ tỳ kheo các ngài tranh cãi nhau là do lý do gì? Là do ngã kiến và pháp chấp. Tôn giả trả lời. Vị đạo sĩ Bà La Môn nhắm mắt lại, đưa tay vò đầu, dường như cố sức suy nghĩ về lời giải đáp của Ca Chiên Diên. Thái độ kỳ quái của ông ta làm cho dân chúng hai bên đường chú ý. Xưa nay, thấy tỳ kheo nói chuyện với đạo sĩ Bà La Môn đã là một chuyện lạ. Huống gì, vị Bà La Môn này lại hành động lạ lùng như thế. Dân chúng hai bên đường có cơ hội thưởng lãm cảnh một tỳ kheo đắp y vàng, trang nghiêm tề chỉnh, đàm đạo với một đạo sĩ Bà La Môn khổ hạnh, râu tóc phủ khắp mình. Họ không biết hai vị này trao đổi câu gì, nhưng chỉ thấy vị Bà La Môn đứng nhắm mắt, vò đầu lia lịa, trông rất khôi hài. Đạo sĩ Bà La Môn suy nghĩ một lát thì mở mắt ra và hỏi: Tôn giả, lời ngài nói rất công bình hợp lý, song tôi nghĩ rằng trên thế gian này không biết có nhân vật nào ly khai được tham dục, ngã kiến và pháp chấp không? Ca Chiên Diên chẳng chút do dự, đáp ngay: Có lão sư của tôi là Đức Phật, hiện đang thuyết pháp tại thành Xá Vệ. Ngài là bậc vô thượng Chánh Đẳng, Chánh Giác. Ngài không còn phiền não, tham dục, ngã kiến và pháp chấp. Ngài là bậc đạo sư của ba cõi và là vị thầy của tất cả nhân thiên. Đạo sĩ Bà La Môn rất cảm kích đối với lời thuyết pháp của Ca Chiên Diên, cho nên ông ta liền yêu cầu tôn giả giới thiệu cho ông ta được quy y theo Phật để làm một đệ tử cư sĩ. Dân chúng hai bên đường được một phen mục kích cảnh tôn giả thuyết phục vị đạo sĩ Bà La Môn. Họ rất hoan nghênh và rất nhiều người quỳ tại chỗ đảnh lễ tôn giả như là chúc mừng một thắng lợi lớn vậy. Tuy vậy, tôn giả chẳng lộ vẻ tự đắc, mà ngài còn khiêm tốn đáp lễ lại mọi người và thản nhiên tiếp tục con đường khất thực của mình. Răn dạy bọn thiếu niên vô lễ. Ca Chiên Diên xuất thân từ gia đình danh gia vọng tộc Bà La Môn và qua lại biện luận với Bà La Môn cũng rất nhiều. Ngày xưa, tôn giả là một nhân vật cao cấp, danh vọng và địa vị trong phái Bà La Môn. Vì vậy, khi ngài quy y theo Phật đã làm chấn động cả một nền tín ngưỡng oai quyền nhất lúc bấy giờ. Các giáo sĩ Bà La Môn công kích đã phá Ca Chiên Diên rất nhiều, mà một số Bà La Môn khác vẫn duy trì tình bằng hữu thân thiết với ngài cũng không ít. Một ngày nọ, tôn giả có dịp trở về cố hương để hoàng dương đạo pháp tại làng Di Hầu thuộc nước A Bàn Đề. Trong làng Di Hầu có một Bà La Môn tên là Lỗ Ê Già.
đối với tôn giả rất cung kính tôn trọng. Nhưng một hôm, có đám thiếu niên là con em của Lỗ Ê Già lên núi chặt củi. Chúng đi ngang qua một hang đá, thấy Ca Chiên Diên đang tịnh tọa bên trong, liền kêu réo ồn ào rồi đem tôn giả ra làm trò đùa với nhau. Hãy lại đây xem chúng bay, có ông Sa Môn đầu chọc ở đây nè. Một đứa nói thêm, nhìn làm quái gì, lão đầu chọc ấy chẳng có thú vị gì cả. Đám đệ tử của Lỗ Ê Già nhao nhao, mỗi người một câu la hét ngoài cửa động. Lúc ấy, trong đám có một tên can gián rằng, ấy, các bạn đừng chế nhạo người ấy, ông ấy là người mà thầy mình tôn kính lắm đó. Tuy vậy, bọn thiếu niên bướng bỉnh vẫn cười đùa chế nhạo ầm ĩ, thậm chí chúng còn lấy đá chọi vào trong hang. Ca Chiên Diên đang tịnh tọa, phải đứng dậy bước ra ngoài răn dạy bọn chúng một phen. Này các chú, lúc trước các bà La Môn tu hành đàng hoàng, cấm tuyệt ngũ dục. Bây giờ thì bà La Môn cưới vợ, đẻ con giống như người thế tục. Xem hành vi của các chú chẳng khác bọn trẻ nít hoang đàng vô lễ. Bộ thầy của các chú dạy như vậy đó hả? Lời nói của Ca Chiên Diên oai nghiêm như sư tử, làm cho bọn thiếu niên nép một bên, miệng chẳng dám hó hé, mà lòng thì rất căm hận. Lúc về nhà, chúng bèn mách lại với Lỗ Ê Già và thêu dệt là tôn giả đã mắng chửi bà La Môn thế này, thế nọ. Lỗ Ê Già nghe xong, đùng đùng nổi giận, nói rằng, ta đối với Ca Chiên Diên rất tôn kính, mà ông ta trở lại mắng nhiếc chúng ta, ta phải tìm gặp ông ta để hỏi cho ra lẽ. Lỗ Ê Già sát khí đằng đằng, tức tốc chạy đến thạch động của tôn giả để làm lớn chuyện. Nhưng khi gặp Ca Chiên Diên, nghiêm trang, ôn hòa thuật lại những lời của bọn trẻ và lời nói của mình cho ông ta nghe, Lỗ Ê Già cảm thấy xấu hổ mà cúi đầu chẳng nói nên lời. Ca Chiên Diên nhân tiện nói tiếp, này bạn Lỗ Ê Già, ông nghe tôi nói đây, tín ngưỡng và tu tập của chúng ta là cốt để giải thoát luân hồi sanh tử và được sống an vui tự tại của Niết Bàn. Chúng tôi tu hành là để đoạn diệt tất cả mọi phiền não, chặt đứt mọi sợi dây vô hình của tham, sân, si, để cho mình được tự do tự tại. Trăm ngàn lần không thể đem tín ngưỡng và việc tu hành biến thành một thứ nghề làm ăn. Hiện nay trong số các đạo sĩ bà La Môn làm lễ cúng tế cho người đời, dường như là có ý kinh doanh. Họ lìa gia đình làm bà La Môn để tu đạo, thử hỏi có được mấy người chân chính. Phần lớn toàn là vì danh văn lợi dưỡng, họ tự mình làm ra vẻ trí thành, mà bên trong thật là giả dối. Đã không cứu độ được ai mà mang chiêu bài tôn giáo để thỏa mãn dục vọng của riêng mình thì thật là một chuyện đáng buồn. Các bà La Môn thời nay đều là ngoài tâm cầu pháp, nếu không cầu phước báo nhân thiên thì cũng đem hiện tượng vũ trụ ra mà giải thích tới lui, mà không giải thích được gì cho cuộc sống của chúng ta cả. Thử hỏi, có mấy người nhận thức chân thật được cho chính mình? Thầy của tôi là Đức Phật, là vị đại từ, đại bi và là vị cứu tinh cho các nhà tu đạo đang lẩn quẩn trên con đường tôn giáo. Ông là bằng hữu của tôi nên tôi mong rằng ông sẽ bỏ mọi điều tà chấp và đừng nên ham làm thầy của thiên hạ, mà chuyên tâm tu học để tự giải thoát cho chính mình. Lỗ Ê Già nghe xong, lộ vẻ e thẹn mà nói rằng, tôn giả, ngài nói rất đúng, giờ đây tôi sẽ nhất tâm y theo lời chỉ giáo của ngài. Quả thật, không hổ danh đệ nhất luận nghị, tôn giả Ca Chiên Diên đã dùng lời lẽ sắc bén để bẻ gãy tất cả những tư tưởng lạc hậu của bà La Môn và làm cho Lỗ Ê Già chỉ còn buông hết các mê vọng tà chấp mà đầu hàng để quy y theo chánh pháp của Đức Phật. Luận về thuyết vô thường. Ca Chiên Diên biện tài vô ngại, nghị luận già dặn không ai sánh kịp từ trong tăng đoàn cũng như ngoài xã hội. Danh cao vòi vọi của ngài không ai lại không biết. Đức Phật rất thích các đệ tử lỗi lạc của mình, cho nên mỗi khi nghe nói đến tên của tôn giả thì ngài rất hài lòng khen ngợi. Một hôm Đức Phật đến giáo hóa nước A Bàn Đề, cũng chính là quê hương của tôn giả, bèn bảo Ca Chiên Diên thay ngài mà thuyết giảng đạo lý vô thường cho tứ chúng. Ca Chiên Diên đảnh lễ trước Đức Phật, rồi sau mới nói, các vị đại thiện tri thức, tất cả mọi sự tụ hội đều có lúc ly tán, có sanh, ắt có tử, có thành, ắt có hoại. Các pháp hữu vi trên thế gian,
dù to lớn như sơn hà đại địa cũng không thoát khỏi sự chi phối của luật vô thường. Các vị hãy nhìn xem, mùa xuân trăm hoa đua nở, chỉ một trận gió thu thổi liền biến thành lá vàng rơi tơi tả. Còn chúng ta, khi trẻ thì mặt đẹp sắc hồng, đến lúc già nua thì da nhăn tóc bạc, lưng còm, gối mỏi. Cũng như giọt sương trên cành sẽ tan biến theo bóng đêm khi ánh mặt trời vươn lên chiếu ra muôn ngàn tia sáng. Thân bằng quyến thuộc, dù có thương yêu đến đâu, đến lúc già chết cũng không ai thay thế cho mình được. Khi người nhắm mắt xuôi tay, dầu có khóc than cách mấy cũng không níu kéo được sự vô thường, cũng không làm cho người chết sống lại. Thật vậy, kim ngân tài bảo cũng chẳng tồn tại muôn đời, nay có mai không, ngay cả đến quyền uy danh vọng cũng như bọt biển mà thôi. Bởi vì trên thế gian này đâu có vương hầu nào mà không từng bị lật đổ. Triều đại này tan thì triều đại mới thay thế. Hiểu rõ lý vô thường thì không bị màu sắc rối ren của thế gian lừa dối. Này là thiên nhiên, núi xanh sông biếc, đó là loài người mạnh khỏe khôn ngoan, đây là xã hội với giàu sang sung sướng. Tất cả chỉ là cạm bẫy để hại người, vì tự nó đã chứa sẵn tính vô thường giả dối. Vì thế, thưa các vị đại thiện tri thức, chỉ có chân lý nhân quả và nghiệp lực mà mỗi người tạo tác là không hư dối, chân thật. Nhân quả theo nghiệp lực như bóng với hình, cho dù con người còn sống hay chết, chúng ta cần phải nỗ lực khẩn thiết tu tập để phá tan thế giới vô thường và chứng được thánh quả để thoát ra khỏi vòng sanh tử triền miên. Lời chỉ dạy của tôn giả, nghĩa lý phân minh, làm cảm động tất cả tứ chúng trong hội. Khi thay Phật thuyết pháp thì chỉ có Ca Chiên Diên với biện tài nghị luận đã làm nổi bật được chân lý của Đức Thế Tôn và làm cho đạo Phật được ngời sáng muôn đời. Thuyết đạo lý phát tài cho kẻ nghèo. Sau chuyến hoằng pháp tại nước A Bàn Đề, tôn giả trở về nước Xá Vệ để nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Trên đường đi, tôn giả gặp một phụ nữ trong tay cầm một bình nước và đang ngồi khóc thảm thiết bên mé sông. Thấy hành động muốn nhảy xuống sông để tự vẫn, tôn giả động lòng từ bi đến trước cô ta và hỏi: "Này cô, chuyện gì khiến cho cô buồn thảm mà ngồi đây khóc lóc như vậy?" Cô gái khóc lớn hơn mà nói rằng: "Chẳng việc gì đến ông, nói với ông làm quá gì." Tôn giả từ tốn hỏi lại: "Này cô, cứ nói cho tôi nghe đi. Tôi là đệ tử của Phật thì tôi có thể giúp cô giải quyết vấn đề được chứ?" Cô gái bực tức mà nói rằng: "Ông mà làm được cái gì, ông coi trên đời này thật không công bằng gì cả. Sự giàu nghèo khác nhau như trời với vực. Như tôi là một kẻ nghèo đói suốt đời, khổ sở và cái khổ bần cùng đó đeo đuổi làm cho tôi không còn ham sống nữa." Cô gái nói xong, lăm le như muốn nhảy xuống nước. Ca Chiên Diên vội kéo cô ta lại và từ bi giảng giải: "Này cô, đừng buồn thảm như vậy, vì trên đời này có biết bao nhiêu người nghèo chứ đâu phải chỉ có một mình cô. Và lại, nghèo cũng không hẳn là bất hạnh, là khổ sở, còn kẻ giàu chưa chắc là hạnh phúc. Cô coi mấy người phú hộ, lắm của nhiều tiền kia, hằng ngày họ cứ bị tham dục, sân hận và si mê quấy rối khổ sở. Càng giàu, họ càng muốn giàu thêm. Có cái này, họ khao khát được thêm cái khác. Mà hễ giàu sang thì có nhiều cơ hội để làm nhiều điều bất thiện. Đó là chưa kể hại người để lợi cho mình, giết hại cầm thú để nhậu nhẹt ăn chơi và đối xử tàn nhẫn đối với người nghèo khổ. Tất cả những điều bất thiện này sẽ đọa họ vào ba đường khổ kiếp sau. Đó là ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục, thì cái khổ của họ kiếp sau so với cái khổ của cô ngày nay có xá gì mà cô khóc than." Nghe xong, cô gái vẫn vùng vằng la lối: "Ông là sa môn, ông không cần đến tình đời. Còn tôi, đâu có được. Ông phải biết, tôi là đầy tớ cho một nhà phú hộ. Suốt đời làm kẻ tôi đòi, cơm áo không đủ. Chẳng có tự do mà gặp chủ nhân hắc ám, tham lam, hung dữ. Chẳng có chút xíu tử tâm. Chúng tôi làm công chuyện nhà, hễ sai một chút là lãnh đòn, nghe chửi. Muốn sống không yên mà muốn chết cũng chẳng được. Nghĩ đến nỗi cùng cực đó đều do kiếp nghèo mà ra, biểu sao tôi không buồn không khổ." Tôn giả an ủi: "Cô à, tuy như vậy cô cũng đừng bi quan. Tôi sẽ chỉ cho cô một cách phát tài
và thoát khỏi nghèo khổ. Cô ta quẹt nước mắt, tia mắt lóa lên niềm hy vọng mà hỏi, cách gì vậy ông? Tôn giả giải thích, ồ, cách này rất đơn giản. Cô đã bị bần cùng làm khổ, thì cô cứ đem cái bần cùng đó bán quách cho người khác đi. Cô gái nheo mắt rất đỗi ngạc nhiên la lên. Bần cùng mà bán cho ai? Ông đừng nói giỡn. Bần cùng mà đem bán được, thì trên cõi đời này không còn người nghèo. Có ai mà chịu mua cái nghèo bao giờ? Ca Chiên Diên trả lời, bán cho tôi chịu mua. Cô gái thắc mắc hỏi thêm, bần cùng có thể bán được, mà cũng là ông mua, nhưng ở đời này biết cách bán nó ra sao? Tôn giả khi thị tiếp, hãy bố thí, cô nên biết sự giàu nghèo ở đời đều có nhân duyên. Người nghèo sở dĩ nghèo hoài là vì đời trước không chịu bố thí và tu phước. Người giàu sở dĩ giàu sang sung sướng là vì đời trước họ đã bố thí và tu phước. Vì vậy, bố thí, tu phước là cách bán nghèo mua giàu tốt nhất đó. Người tỳ nữ nghe xong, trí tuệ được khai thông vì mãi đến hôm nay cô ta mới biết cách làm giàu, nhưng cô lại đau khổ mà nói rằng, thưa tôn giả, ngài dạy rất đúng. Con đã biết cách để được phát tài, nhưng con nghèo quá mức không có chút gì cả. Ngay cả cái bình nước trong tay của con cũng là của chủ nhà. Họ giữ của còn hơn con giữ mạng sống, thì ngài bảo con bố thí cái gì bây giờ? Ca Chiên Diên đưa bình bát ra và nói cho cô gái, bố thí không cần phải là tiền bạc. Thấy người khác bố thí mà mình phát tâm vui vẻ là được. Cô hãy múc nước đổ đầy bát cho tôi, đó là cô đã bố thí rồi. Người tỳ nữ liền hiểu rõ ý nghĩa của sự bố thí, liền làm theo lời dạy. Về sau, nhờ công đức cúng nước cho tôn giả, cô được sanh lên cõi trời đạo lợi. Một lần nữa, tôn giả đem chánh pháp ra soi sáng cho chúng sinh, không kể là người quyền quý hay kẻ bần cùng. Vì vậy, gọi ngài là đệ nhất luận nghị, quả thật là danh bất hư truyền. Chuyển ái tình thành giác ngộ. Đối với việc hoàng dương đạo pháp thì tôn giả lúc nào cũng tích cực mà không quản nhọc nhằn. Một hôm, ngài đi giáo hóa tại một nước rất xa xôi có tên là Ba La Lê Viên và được cư trú trong rừng trúc của một vị trưởng giả. Trong khi đó, quốc vương của nước này là Văn Đồ Vương đang gặp một biến cố đau đớn. Số là vị đệ nhất vương phi mà nhà vua rất thương yêu chẳng may bạc mệnh. Nhà vua buồn khổ muôn phần, bỏ ăn bỏ uống, không còn tha thiết đến việc triều nghi, và ngày nào cũng khóc lóc kêu thương thảm thiết. Người đã chết, dù là bậc quyền thế tôn quý như vua, cũng không thể cải tử hoàn sanh được. Vua Văn Đồ vì quá luyến ái tình cũ, ra lệnh cho các quan đại thần ướp xác vương phi và quàn trong cung để mỗi ngày nhà vua được đối diện với tử thi mà than thở. Ôi, cái miệng xinh kia sao không nói chuyện với chậm? Đôi tay kia sao không ôm chậm? Vương phi yêu dấu ơi, sao không chịu mở mắt nhìn chậm? Nỗi bi ai của nhà vua cứ triền miên bất tận như thế, còn các quan đại thần chẳng có cách gì làm cho nhà vua vơi sầu quên thảm được. Nhà vua chỉ hết buồn khi nào vương phi được sống lại mà thôi. Nhưng người nào có quyền phép mà làm được chuyện này? Đang lúc tấn thối lưỡng nan thì các vị đại thần chợt nghĩ đến tôn giả Ca Chiên Diên hiện đang giáo hóa tại đây. Họ hy vọng với oai đức và sức thần thông, ngài có thể giúp cho nhà vua dứt bỏ mối bi ai mà lo chỉnh đốn triều ca. Các quan dân kiến nghị lên vua, muôn tâu đại vương, trong nước ta hiện nay có một vị đại đệ tử của Đức Phật đang du hóa, đó là tôn giả Ca Chiên Diên. Một bậc đại thần thông, đại oai đức, trí huệ uyên bác, không có vấn đề gì không hiểu, ngay cả văn tự Phạm Thiên trên tấm bia cổ mà ngài cũng biết được. Tôn giả biện tài vô ngại, mỗi khi nói chuyện, gương mặt thường nở nụ cười, xin thỉnh đại vương hãy đến gặp ngài, chắc chắn sẽ có nhiều lợi ích. Nhà vua nghe xong vội hỏi, thần thông của người ấy có thể gọi vương phi ta sống dậy được không? Các đại thần lúng túng, không dám nói sao. May thay, trong số ấy có một vị đã từng nghe tôn giả thuyết pháp, nên cung kính nói rằng, muôn tâu đại vương, làm cho vương phi sống lại được hay không thì chúng thần không dám trả lời chắc chắn. Chuyện ấy chỉ có đến thỉnh giáo tôn giả Ca Chiên Diên mới có thể biết được mà thôi. Vua Văn Đồ chuẩn y lời tấu của các quan,
liền lập tức ban lệnh đi ngay. Nhà vua ngự xe loan, mang theo nhiều lễ vật đến rừng trúc. Vừa gặp mặt tôn giả, nhà vua liền yêu cầu cứu mạng cho Vương Phi hồi sinh. Ca Chiên Diên bẻ một nhánh cây gần đấy và nói với nhà vua rằng: "Này đại vương, ngài hãy đem nhánh cây này về cung mà giữ cho nó xanh tươi hoài, chứ đừng khô héo có được không?" Nhà vua đáp: "Điều đó không thể được. Cây đã lìa cội rễ thì làm sao mà sống, mà xanh tươi?" Bây giờ tôn giả mới thuyết tiếp: "Vậy thì phu nhân đã hết nghiệp, thọ mạng đã chấm dứt mà bảo sống trở lại thì chuyện ấy làm sao được?" Vua Văn Đổ ngay lúc đó liền giác ngộ lý vô thường sinh ly tử biệt của tạo hóa. Tôn giả biết nhà vua đã thâm đạt Phật pháp, bèn thuyết pháp tiếp theo: "Này đại vương, ngài là vua của một nước, là người cai trị toàn dân. Toàn thể dân chúng là người của nhà vua, chứ chẳng riêng một mình Vương Phi là của vua đâu. Đại vương nên đem tấm lòng thương một mình Vương Phi mở rộng ra thương khắp hết tất cả mọi người trong thiên hạ. Dùng lòng từ bi thay thế tình yêu riêng tư thì quốc gia mới hưng thịnh và dân chúng sẽ ủng hộ nhà vua mãi mãi." Vua Văn Đồ nghe xong bừng tỉnh cơn mê và dứt hết mọi buồn thương. Nhà vua đảnh lễ cáo biệt tôn giả, trở về cung an táng cho Vương Phi, chỉnh đốn lại triều chánh và thương dân như con của chính mình. Từ đó, cả nước mừng vui và ai nấy đều cảm kích tài khéo thuyết pháp của tôn giả Ca Chiên Diên. Ngày nay, khói lửa tràn lan khắp thế giới, chúng ta mong mỏi tinh thần đệ nhất nghị luận của tôn giả Ca Chiên Diên sống lại để thuyết phục các nhà lãnh tụ hiếu chiến, để họ hồi tâm nhìn lại cho người dân trên thế giới có cơ hội sống trong thanh bình thịnh vượng.